Thầy xin chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học môn lịch sử 7 ngày hôm nay. Để đi vào cái nội dung bài học của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần khởi động ha. Thì thầy có câu hỏi đưa cho các em như sau. Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp? Nhà Lý đã tổ chức lễ cai trị tiền nè, khuyến khích khai hoang, đào kênh mương, đắp đê phòng lục, rồi để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp thì nhà Lý đã ban hành cái lệnh cấm giết trâu bò ha. Ai giết hại trâu bò thì sẽ bị đánh 80 trượng. Nhà hàng xóm mà phát hiện không tố giác với chính quyền thì cũng bị đánh 80 trượng luôn. Thì ở cái bài phần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cái đời sống kinh tế của nhà Lý, và tiếp tục ở ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo ở bài 12 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần hai La Mã, đó là sinh hoạt xã hội và văn hóa. Ở cái bài này thì nội dung cần nắm của các em đó là gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là những thay đổi về mặt xã hội, và nội dung thứ hai đó là về giáo dục và văn hóa. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ, những thay đổi về mặt xã hội. Em nào hãy nhìn vào trong sách giáo khoa, hãy cho thầy biết là xã hội thời Lý có những tầng lớp nào. Thì coi như là cái vua quan là cái bộ phận chính trong giai cấp thống trị. Một số quan lại, một số dân thường có nhiều ruộng đất thì trở thành địa chủ. Giai cấp đầu tiên đó là vua, giai cấp địa chủ, vua quan địa chủ. Rồi cái thành phần chủ yếu trong xã hội là nông dân gắn bó với làng xã thì họ phải làm đủ các nghĩa vụ và nộp thô thuế cho địa chủ. Một số đi khai hoang lập nghiệp ở nơi khác, gồm có là nông dân tự do, nông dân tá điền, rồi tầng lớp thợ thủ công, thương nhân. Những người làm nghề thủ công buôn bán thì họ sống rải rác ở các làng xã, thì nghĩa vụ của họ là phải nộp thuế và làm nghĩa vụ với nhà vua. Và cái tầng lớp mà thấp nhất trong xã hội đó chính là cái tầng lớp nô tỳ. Nô tỳ phục vụ trong các cung điện, các nhà quan, làm những cái người hầu, người đầy tớ. Rồi các em hãy cho biết là cái hoàn cảnh xuất thân và đời sống của các cái tầng lớp cư dân trong xã hội thời Lý. Thế là tầng lớp địa chủ hình thành từ những cái quan người, những quan lại nè, và những hoàng tử, công chúa, một số nông dân giàu thì họ được cấp đất hoặc là họ có ruộng đất thì họ trở thành giai cấp địa chủ. Rồi một cái tầng lớp thứ hai đó là cái người nông dân. Người nông dân thì 18 tuổi trở lên họ được nhận đất của công của cái làng xã, khi họ trở thành cái người nông dân, nông dân thường ha. Rồi một cái bộ phận người nông dân không có ruộng thì phải nhận ruộng của địa chủ để mà cày cấy, rồi nộp thô thuế cho địa chủ, thì họ, những người đó gọi là nông dân tá điền. Rồi những người làm nghề thủ công buôn bán thì họ, nhiệm vụ của họ là rèn công cụ sản xuất, đồ dùng trao đổi hàng hóa, và họ có nghĩa vụ là nộp thuế cho nhà vua. Và đây là cái tầng lớp thợ thủ công và tầng lớp thương nhân. Rồi một số tù binh, những người bị tội nặng rồi bị nợ nần, rồi phải bán vợ đợ con hoặc tự bán thân vào cho những cái bán thân vào trong những cửa nhà quan hoặc là những người giàu có, thì họ trở thành tầng lớp nô tỳ, và họ phục vụ trong các cung điện, trong các nhà quan, thì họ là tầng lớp nô tỳ, và đây là cái tầng lớp mà thấp kém nhất trong cái xã hội lúc bây giờ. Và đây là thầy vẽ cho các em cái sơ đồ tư duy ha. Tầng lớp xã hội và thống trị thì có vua, quan, địa chủ. Địa chủ thì hình thành từ hoàng tử, công chúa, nông dân có ruộng, có nhiều ruộng. Rồi tầng lớp vị trị gồm có những người nông dân, những người thợ thủ công, thương nhân, nô tỳ. Nông dân thì có nông dân thường, nông dân tá điền, và nông dân đi khai hoang. Đi khai hoang thì họ
mảnh đất đó họ canh tác và họ cũng nộp thuế cho nhà vua ha. Tóm lại, xã hội ở thời nhà Lý thì có hai giai cấp, đó là giai cấp thống trị gồm có vua, quan, địa chủ. Giai cấp bị trị gồm có nông dân tự do, nông dân tá điền, thợ thủ công, người buôn bán, nô tỳ. Rồi, bây giờ thì thầy sẽ cho em xem kỹ hai cái sơ đồ xã hội của thời Đinh Tiền Lê và thời nhà Lý. Thì các em hãy qua hai cái sơ đồ này thì các em hãy so sánh so với thời Đinh Tiền Lê thì về mặt xã hội thời Lý có gì thay đổi và sự thay đổi này phản ánh điều gì. Các em thấy là xã hội thời nhà Lý thì nó phân hóa ngày càng sâu sắc hơn so với thời Đinh Tiền Lê và cái thể hiện ở cái sự phân biệt đẳng cấp ở thời Lý thì sâu sắc hơn, rồi cái số địa chủ nhiều hơn, số nông dân tá điền bị bóc lột cũng tăng thêm so với thời Đinh Tiền Lê. Chúng ta sẽ nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu về cái sự thay đổi về mặt xã hội của thời nhà Lý. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang lĩnh vực giáo dục và văn hóa để xem về giáo dục và văn hóa thời Lý có những cái bước phát triển như thế nào. Chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lĩnh vực giáo dục. Các em hãy cho thầy biết là cái điểm nổi bật trong giáo dục thời nhà Lý gồm có những cái điểm nào. Một số cái nét tiêu biểu trong cái giáo dục thời nhà Lý như là năm 1070 thì Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long là nơi dạy học cho con em của vua. Giới thiệu với các em ha, đây là Văn Miếu. Văn Miếu thì chính thức được xây dựng vào tháng 9 năm 1010, miếu thờ tổ của Đạo Nho tức là Đức Khổng Tử và là nơi dạy học cho các con vua. Văn Miếu thì dài 350m, ngang 75m. Năm 1075 thì khoa thi đầu tiên được mở tại đây. Cổng Văn Miếu đây các em. Và đây là hình tượng của Đức Khổng Tử. Rồi một cái điểm nhấn thứ hai trong cái giáo dục của nhà Lý đó là năm 1075 thì nhà Lý đã mở cái khoa thi đầu tiên để tuyển chọn nhân tài. Thì nói thêm một chút về cái khoa thi này. Cái khoa thi đầu tiên được nhà Lý tổ chức vào tháng 2 năm 1075, niên hiệu Thái Ninh, thời vua Lý Nhân Tông, gọi là thi Minh Kinh Bát Học. Và Lê Văn Thịnh, người làng Báo Tháp, xã Đông Cứu, nay thuộc Bắc Ninh, đổ đầu trong hơn 10 người trúng tuyển. Ông trở thành thủ khoa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Giới thiệu với các em, đây là cái tượng của ông Lê Văn Thịnh. Thì sau khi đỗ đạt thì ông đã làm quan đến chức Thái sư. Năm 1084 thì ông đã có công trong việc đổi lại 6 huyện Ba Động thuộc Châu Quảng Nguyên, chính là vùng đất phía Bắc thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay, cho Đại Việt, cho Việt Nam. Và một cái điểm đáng lưu ý nữa đó trong cái lĩnh vực giáo dục thời nhà Lý đó là năm 1076 thì nhà Lý đã mở quốc tử giám cho con em quý tộc đến học. Rồi các em thấy rằng là những cái sự kiện này đã đánh dấu cái sự ra đời của nền giáo dục của Đại Việt. Nói một chút về quốc tử giám thì giới thiệu với các em đây là hình ảnh những cái văn bia ở trong quốc tử giám. Rồi năm 1076 thì nhà quốc tử giám được xây dựng trong cái khu Văn Miếu, thì được xem là cái trường đại học đầu tiên của Đại Việt. Lúc đầu ở đây chỉ dành cho các con vua, sau đó thì nhà Lý đã mở rộng cho các con em quan lại và những người học giỏi vào học. Rõ ràng là giáo dục thời nhà Lý có những cái bước phát triển, tuy nhiên thì nó cũng có những cái hạn chế. Và bây giờ thì các em hãy cho thầy biết là những cái người mà nho sinh, những cái người mà đi thi, những học sinh thời xưa thì
khi mà đi học thì họ sẽ học những cái nội dung gì? Hay nói cách khác là cái nội dung chủ yếu của nền giáo dục thời Lý là gì? Các em thấy là nội dung giáo dục chủ yếu là chữ Hán và đạo Nho. Giáo dục thi cử thời Lý thì còn một số cái hạn chế như là chưa có nền nếp quy củ, khi nhà nước có nhu cầu thì mới mở khoa thi, chứ chưa quy định là mấy năm thi một lần. Đây là một cái hạn chế của thời giáo dục thời nhà Lý ha. Và một hạn chế thứ hai đó là cái chỉ có con nhà giàu và con quan thì mới có cái điều kiện để mình đi học, còn mà những cái người dân con người dân nghèo thì khó có điều kiện để mà đi học được. Đây là những cái hạn chế của giáo dục thời nhà Lý. Và quay lại cái chỗ mà nội dung chủ yếu của nền giáo dục thì thầy nói thêm một chút, đó là cái về cái người nho sinh ngày xưa họ đi học thì họ sẽ học đạo nho. Đạo nho thì họ sẽ học gọi là học tứ thư ngũ kinh của bên nho giáo đó. Và triều đình khi mà người ta ra đề thi thì người ta cũng ra đề ở trong cái phạm vi của lĩnh vực nho giáo, tức là người 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 học trò đi thi họ học học mà hết cái những cái tứ thư ngũ kinh của đạo nho thì họ có thể yên tâm tự tin mà đi thi, để nếu đỗ thì sẽ ra làm quan ha. Rồi, chúng ta tạm thời chia tay với lĩnh vực giáo dục. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái lĩnh vực văn hóa của thời nhà Lý. Em hãy cho thầy biết là sự phát triển của giáo dục nó tác động như thế nào đến cái nền văn học của thời nhà Lý. Đấy là văn học thì lúc này là văn học chữ Hán thì được phát triển, chữ Hán phát triển. Giới thiệu với các em, đây là cái bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Đây là cái lời tuyên bố hùng hồn, tỏ rõ ý chí tự cường dân tộc, không chịu khuất phục trước kẻ xâm lược. Hai câu cuối của bài thơ chính là lời cảnh báo cho sắt đá cho những kẻ nuôi mộng xâm lăng. Nam Quốc Sơn Hà được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang thủ bại hư. Dịch ra tiếng Việt là sông núi nước Nam, vua Nam ở, rành rành đã định ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Đây được xem là cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Và thầy nói thêm một chút ở chỗ này nữa là ở Việt Nam của chúng ta từ trước tới nay thì có ba bản tuyên ngôn độc lập, ba bản tuyên ngôn độc lập. Đầu tiên đây là bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, bài thứ hai đó là Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi thời nhà Hậu Lê, rồi bài thứ ba đó là cái bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã soạn thảo ra. Rồi qua cái bài thơ này thì Lý Thường Kiệt đã khẳng định cái nền độc lập tự chủ của dân tộc ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang tìm hiểu về tôn giáo. Vậy thì tôn giáo nào ở thời nhà Lý thì phát triển mạnh mẽ? Thế là rõ ràng em thấy là đạo Phật thì rất là phát triển thời nhà Lý. Các vua Lý thì rất là sùng đạo Phật và khắp nơi thì đều dựng chùa, tô tượng, đúc chuông. Đây là hình ảnh một cái ngôi chùa nổi tiếng, đó là chùa Một Cột, hay còn gọi là chùa Nhất Trụ. Nhất là một, trụ là cột, là Nhất Trụ là chùa Một Cột. Thì truyền thuyết kể rằng thì chùa được xây dựng theo cái giấc mơ của vua Lý Thái Tông năm 1028 đến năm 1054, và theo gợi ý thiết kế của nhà sư Thiền Tuệ thì vào năm 1049 vua đã mơ thấy bậc Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen dắt vua lên tòa. Khi tỉnh dậy thì nhà vua kể lại chuyện đó với bề tôi và được nhà sư Thiền Tuệ khuyên dựng chùa và dựng cột đá như trong chiêm bao.
làm tòa sen của Phật Bà Quan Âm đặt trên cột như đã thấy trong mộng, và cho các nhà sư đi vòng quanh tụng kinh cầu nguyện để kéo dài sự phù hộ. Vì thế chùa mang tên là chùa Diên Hữu. Đây là một cái tượng Phật A Di Đà ở chùa Phật Tích Bắc Ninh. Tượng này được vua Lý Thánh Tông cho đúc bằng vàng năm 1057. Tượng cao 1,87 m, kể cả bệ cao 2,77 m. Phật A Di Đà ngồi kiệu thuyết pháp, những quý tướng nổi rõ trên đỉnh đầu, tóc xoắn hình ốc, dái tay rất dài, cổ cao 3 ngấn. Đây là một cái bức tượng rất là nổi tiếng vào thời nhà Lý ha. Rồi, và đặc biệt là trong thời nhà Lý thì những cái loại hình dân gian cũng rất là phổ biến. Như vậy thì em nào hãy cho thầy biết là thời Lý thì có những cái loại hình văn hóa dân gian tiêu biểu nào? Có thể nói rằng là những cái thể loại hình văn hóa dân gian tiêu biểu như là ca hát nè, nhảy múa, những trò chơi dân gian, các công trình kiến trúc, điêu khắc thì rất là phát triển, mang một cái phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo, linh hoạt. Tiêu biểu như là chùa Một Cột, tượng Phật A Di Đà và hình rồng thời nhà Lý. Đây là hình rồng thời nhà Lý ở chùa Phật Tích. Sau này mình sẽ thấy là con rồng ở thời nhà Trần sau này thì nó khác với thời nhà Lý, và em thấy là em nhớ cho thầy chỗ này ha, đây là hình rồng thời Lý, và khi nào mà đến thời nhà Trần thì các em sẽ thấy được là rồng thời nhà Trần thì nó khác so với thời nhà Lý lúc bây giờ. Vậy thì em có nhận xét gì về hình rồng thời Lý? Rồng là một cái con vật tưởng tượng của người thời xưa, mình trơn toàn thân uốn khúc, uyển chuyển như một ngọn lửa, thể hiện trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát của nghệ thuật điêu khắc thời Lý. Có thể nói rằng kiến trúc điêu khắc thời Lý phát triển rực rỡ. Đây là loại hình múa rối nước nè, rồi hát chèo. Múa rối nước thì rất được ưa chuộng ở thời Lý. Để rối có thể cử động linh hoạt, các phần cơ thể được làm rời ra và nối với nhau bởi các khớp. Đây là hát tuồng, hát a đào, hát a đào cũng rất là phổ biến. Rồi một hình thức loại hình văn hóa dân gian. Đó là hình thức chổi gà, chổi gà. Rồi là đấu vật, đấu vật. Rồi đu quay, đua thuyền, đua thuyền. Hàng năm đến ngày 2 tháng 9 đều các em sẽ thấy được lễ hội, những lễ hội này như là đua thuyền thì diễn ra ở khắp nơi trên đất nước ta. Rồi em thấy là những cái loại hình văn hóa dân gian này nó đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc, mình gọi là văn hóa Thăng Long. Vì sao chúng ta gọi văn hóa thời Lý là văn hóa Thăng Long? Bởi vì Thăng Long là kinh đô của nhà Lý, trung tâm của đất nước, cho nên là Thăng Long là cái nơi tập trung những thành tựu văn hóa giáo dục tiêu biểu của thời Lý. Nó phản ánh trình độ phát triển chung của cả nước. Đây là sơ đồ tư duy của phần giáo dục văn hóa ha. Giáo dục năm 1070 xây dựng văn miếu, năm 75 mở khoa thi đầu tiên, năm 76 thành lập quốc tự giám. Rồi văn hóa thì có những cái nội dung tiêu biểu như văn học thì chữ Hán phát triển, tôn giáo thì đạo Phật được sùng bái. Rồi sinh hoạt văn hóa thì ca hát, đấu vật, đua thuyền. Về kiến trúc điêu khắc thì có chùa Một Cột, tượng Phật A Di Đà, hình rồng. Để giúp các em củng cố và khắc sâu kiến thức thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài tập củng cố. Các em hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất. Câu 1, khoa thi đầu tiên được nhà Lý mở vào năm nào?
1072, B 1073, C 1074, D 1075. Đáp án của chúng ta là D 1075. Câu 2, nhà Lý xây dựng phân miếu Quốc Tử Giám để làm nơi A hội họp các quan lại, B dạy học cho các vua quan mở trường thi, C vui chơi giải trí, D đón các sứ giả nước ngoài. Đáp án của chúng ta là B dạy học cho các vua con vua quan mở trường thi. Câu 3, hãy đánh dấu X vào câu đúng. Nô tỳ là lực lượng chính và chiếm số đông nhất trong xã hội. Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta. C. Văn miếu được xây dựng để thờ Khổng Tử. Và câu đúng là Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta. Và C. Thì văn miếu được xây dựng để thờ Khổng Tử. Các em về nhà hãy học bài và nắm các kiến thức cơ bản trên. Trả lời câu hỏi sách giáo khoa 149. Đọc và chuẩn bị trước bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỷ 13 phần 1, nhà Trần thành lập. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.